Anh ơi, cho em hỏi móc tre liền khối có chắc chắn không anh? Vấn đề này thì em sẽ giải thích cho các bác về một câu hỏi mà rất nhiều anh em đang còn lăn tăn và phân vân về góc. Em với anh cái móc cái lồng mới gãy kìa. Em sẽ cho các bác một cái siêu phẩm, xem là các bác là giữa một cái móc tre và một cái móc bình thường của thị trường và một cái móc đồng bạch thì nó khác nhau ở chỗ nào. Đây, đây là một cây lồng mà em có mua một con chim của một đứa em. Em có mua một con chim của đứa em và đây là một cái lồng cực kỳ đắt tiền. Nó đắt, cực kỳ đắt tiền thì không phải, thì nó dao động là tầm 3 tới 4 triệu của thị trường. Thì em cũng không biết là cây lồng này thì nó mua là bao nhiêu, nhưng đây là một cây lồng một người em mua cũng cao tiền và nghe nói là cũng 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 hoành tráng lắm đấy. Thế nhưng mà vừa rồi vô tình ấy thì một đứa em cũng đã cảm ơn em rất là nhiều, vì đã em đã cứu được một pha coi như là đi vào lòng đất, thấy chưa? Không có gì cả, rất là may mắn, là may mắn là con chim này em nuôi lông ở trong cái lồng này đấy. Con chim em nuôi lông trong lồng này và thời gian em nuôi lông thì nó lại an toàn và không có vấn đề gì. Nhưng khi em vừa nuôi bộ lông xong và em đã thả lực thì em tách ra ngoài thì cây móc nó lại như thế này. Đây, đây là một cây móc mà rất nhiều anh em sử dụng ở trong các cây lồng thị trường ở các tiệm chim. Có thấy nó gãy này, thấy chưa? Gãy sắt sạt luôn nhá, thấy chưa? Đấy, thì đây là một cây móc mà anh em biết là cây móc đồng mà thị trường nó hay bán thì nó dao động tầm là từ 50.000 cho tới 60.000. Đấy là một cái móc đồng đấy. Thế thì ngược lại, về trong tất cả các loại móc nhá, về trong tất cả các loại móc thì phải nói là để mà mua cái móc gãy như này ấy, thì không dễ gì gãy đấy. Thế nhưng mà nó đen đủi ấy, thì nó gặp những cây móc mà nó không đạt chất lượng thì cái chuyện gãy là chuyện bình thường đấy. Cho nên hiện tại bây giờ thì các lò lồng ấy thì người ta sẽ làm combo là trong đó có cả những cái móc bằng tre đấy, nào là phun tia, nào là vân vân và mây mây, thấy chưa? Nôm na là thế. Thì trong tất cả các móc thì đứng đầu vẫn là móc đồng bạch, nói thẳng luôn, đứng đầu vẫn là móc đồng bạch đấy, thấy chưa? Thì phải nói rằng các bác biết là đồng bạch ấy là gọi là gì, đồng đồng bạch đó là xuất xứ từ Trung Quốc, nó làm thì đồng nó pha với niken thì nó sẽ có màu vàng trắng thì gọi là đồng bạch. Còn một số anh em mà xài cái đồng đỏ ấy, đấy, xài cái đồng đỏ thì là nó sẽ dẻo, với điều kiện là cái đồng đỏ thì nó các bác phải dùng những cái chất liệu gọi là phải dày, cái thân của cái móc phải dày thì nó mới chịu được cái trọng lực của lồng, còn không nó hay bị toạc ra đấy. Ngược lại ở trong cái móc tre ấy, thì tất cả các móc tre đấy, là người ta sẽ ở trong đấy nó sẽ có một thanh sắt, bây giờ ở trong đấy nó có một thanh sắt. Nhưng bây giờ ấy thì họ ít làm thanh sắt và họ uốn liền, uốn liền. Thế nhưng mà chẳng qua thì nó sẽ theo combo thì nó đẹp đấy. Nhưng với em thì các bác nếu như mà chơi lâu dài thì các bác nên 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 dùng cái móc đồng bạch thì nó hiệu quả hơn. Còn móc tre thì vẫn được, tại vì ở trong nó vẫn có cái sắt mà, to nhỏ cũng có nhá. Ok chưa? Cho nên là cái vấn đề mà móc móc tre mà phun tia ở trong vẫn có cái sắt, cho nên về nếu mà trọng lực của cái lồng bình thường thì nó vẫn chịu được, nhưng mà để an toàn thì các bác nên dùng móc đồng bạch nhá. Chim săng lông dễ há mỏ là sao anh? Đã rất rất bình thường bác hậu trần nhá. Tất cả những con chim mà thông thường mà các bác phơi nắng với săng lông ấy thì nó hay há mỏ, nó là chuyện đương nhiên và bình thường đó nhá. Thời gian khi mà vào lửa sâu thì nó sẽ đỡ, nó hết. Chào bác Hoàng Anh nhá. Chị Trần, chim em thay lông mới được 1 tháng rưỡi được khoảng 80% lông, cánh và đuôi đã ra đủ còn ít lông mình. Với đùi mà đã đứng hơn 10 ngày rồi thì làm sao để nó đổ thêm tức không? Bình thường nó đổ quá nhiều thì bắt buộc nó phải đứng. Bác chỉ dần nhá. Bác cứ chăm bình thường cho em, không vấn đề gì phải lo cả. Long Nguyễn, nhờ anh chỉ dùm em, chim em bị phè 2 lông cánh, nó sụt sạo thì hết
bị mà đứng lại thì bị lại. Anh chỉ cho vâng, đây là những con chim lông dài, về cơ bản nó không sao cả. À, bác Long Nguyễn nhá, về cơ bản không sao. Và những con chim mà lông hơi dài, cho nên bác cứ yên tâm, có điều tốt là được nha. Anh hướng dẫn chị sâu lông khi đang thay lông đuôi đi anh. Dạ, sâu lông thì các bác chịu khó thay lông thì các bác tắm cái nước thuốc OBV ấy, anh em ra thuốc tây mua cái thuốc mà thuốc đỏ mà ta hay dùng để sát trùng vết thương ấy, mỗi lần tắm bác nhỏ cho em vài ba giọt xuống cho chim tắm nhá, và kết hợp với nước kết hợp các bác tắm xen kẽ, tức là hôm nay tắm trong đấy và ngày mai tắm nhất hòa là được nhá, nó hỗ trợ rất là nhiều. Tất nhiên là có những con nó không hoàn hẳn được, có nhiều con bị nặng quá thì các bác phải còn có thời gian nhá, nó thay tới hai mùa lông thì mới hết. Cháu Phi Hoàng nhá, Bảo Dương gia, anh Lập cho hỏi sao chim em thay lông gần 2 tháng rồi mà lông màu chỉ lơ phơ 3-4 cái gần 2 tháng rồi không thấy mọc lại là sao anh, mong anh chỉ giúp. Vâng, đây là bác nuôi con chim bổ lông, chắc là em nghĩ là nó hơi vất vả rồi đấy. Bác Bảo Dương gia nhá, em nghĩ là nó vất vả. Về cơ bản thì nó vẫn ra, nếu như bác nuôi mà nó sau này nó ra lực thì nó vẫn ra. Thế nhưng mà nó rất chậm, vì sao? Vì là con chim nó không đạt được cái thể lực, thể trạng không tốt thì nó không cung cấp được cái thể trạng cho chim ra lông được. Bác nhá, rất là vất vả đấy. Hiếu Thái, anh cho hỏi chim đang thay lông mà cứ hả họng ngáp ngáp với anh. Thứ nhất là con chim bác đồng ý là nó đang thay lông, nhưng bác nuôi con chim thể trạng nó rất là yếu, bác nhá, rất yếu, được chưa? Những con đó thì bác nên hạn chế tắm cho em, được chưa? Nên hạn chế tắm, tuần tắm lần hai lần thôi, đừng tắm nhiều nhá. Bác Hiếu Thái nhá. Phú chào Mào Bơi Đấu, chắc là bác này lục thủ đây. Anh Lập cho em hỏi chim em vừa thay lông xong đang tập lực mà chậm lên lửa thì chủ chấp cách lên lửa với. Vâng, cái cách lên lửa thì nó gần như tương đương nhau, thế nhưng mà tùy cơ điệu của con chim, có con lên nhanh, có con lên chậm, cho nên bác không thể thúc được trừ khi bác dùng chất kích thích. Bác Phú hãy cho Mào nhá, cho nên là bác đừng có quan tâm nhiều về vấn đề này, tại vì về độ lửa là tùy cơ điệu con chim nhá. Lâm Đào, chỉ cách lột bút ngón chân chim với anh. Ồ dồi ôi, có thế này thôi à bác ấy, bác ấy nãy giờ bác hỏi nãy giờ đúng không ạ? Bác Lâm Đào mới hỏi cách lột bốn con chân đúng không ạ? Không có gì khó cả nha, không có gì khó cả. Các bác mà cắt móng chân hoặc lột bốt, các bác cứ thả con chim vào trong màn cho em, cái màn ngủ của anh em mình ấy, cái màn tuyên ấy, thấy chưa? Các bác thả vào cho con chim nó bay vào, sau đó các bác hạ dần cái màn xuống để cho con chim nó nằm cho cái màn đấy, được chưa? Sau đó các bác cầm cả màn, ôm luôn cái màn, ôm con chim lại, xong các bác vật ngược cái màn lại để cho lòi cái hàm cho con chim ra, được chưa? Khi lò hao châm ra thì bác nào mà cẩn thận ấy thì các bác lấy cái miếng chanh chà sơ đi nhá, để cho chanh nó thấm vào thì nó sẽ mềm được cái bốt. Còn bác nào mà có kinh nghiệm mà dạn tay thì các bác lột sống bình thường, chả vấn đề gì cả nhá. Đấy, các bác cứ lấy ngón tay này, bác khậy nhẹ thôi, khậy nhẹ nhẹ từ từ nó ra, và tốt nhất là lên lột một lớp thôi. Một số anh em mà thấy cầu kỳ quá mà kiểu như là an toàn quá, làm hai lớp là con chim hay chảy máu và bị ê chân, có con nó đứng co luôn đấy. Cho nên là anh em lột một lớp thôi nhá. Thứ hai nữa, khi mà các cái ngón này nó sẽ có cái lớp bốt ngắn thế này đúng không ạ, các bác cũng lấy ngón tay các bác khẩy nhẹ thôi, cầm khẩy nhẹ, sau đó các bác lấy để ngón tay út vào này nhá. Tốt nhất là các bác có hai người, các bác để ngón tay út vào để cho cái bàn chân nó quắp được cái ngón tay út của bác. Sau đó bác lấy nước chanh đấy, lấy một ít nước chanh ấy, bác vắt cái quả chanh vào cái chén đấy, lấy cái bốt bót lên răng ấy, bác chà cái bàn chân nó là sạch ngay, sạch trơn ngay mà. Bác Lâm Đào nhá, nói thì nó rườm rà, nó cầu kỳ nhưng mà nó đơn giản lắm. Bác Lâm Hà nhá, Lâm Đào nhá, nói thì nó hơi rườm rà, nó cầu kỳ ấy, nhưng mà làm nó đơn giản, không có gì khó cả nhá. Chim anh mới ra lông đuôi một đuôi tầng mà bút dày vào khỉu, giờ lột sớm được không em? Không nên bác mẹ ngồi lên nhá, không nên lột nó, kệ nó. Khi nào bác nuôi hoa gần rồi thì bộ lông, bác bắt đầu thả lực là bác lột bốt cho em nhá. Tới mai báo Lập cho hỏi chút ạ, chim nhà em thay hết lông tách đỏ và lông màu, hôm nay mở lồng ra vẫn còn rụng lông cánh lông đuôi ạ, mong mọi người đấy bình thường bác ạ, lông sót nó rụng bình thường, bác tới mai nhá, không sao cả. Đỗ Hoài Vũ, Sao Chìn xin chào, chào bác Đỗ Hoàng Vũ nha. Bá Lương, bác ơi cho em hỏi chim thay lông, em thấy anh em tư vấn ủ lông một tuần mới dọn vệ sinh và cho tắm một lần. Không biết ủ như thế chim có bị ho không? Cái này là với em thì hơi lâu bác ạ, hơi lâu, cứ 3-4 ngày dọn cho em một lần là được bác Bá Lương nhá. Chào bác Quốc Hội Trần nhá. Chim thay lông mà cho tắm lông ướt không? Thay lông tắm ướt là chuyện bình thường, bác Hội Trần nhá, không sao cả.
Thắng Tạ Văn, thầy ơi chim hỏi mùa trước cắn đuôi liệu thay lông mùa này hết không? Không, vấn đề cắn đuôi ấy là do cái cách, cái chế độ anh em chăm con chim. Đấy chưa? Phù hợp là nó hết, còn nếu không hợp là nó tự bị lại. Bác Thắng Tạ Văn nhá, chứ không phải là mùa trước nó bị mà mùa này mình nuôi hết, không phải nhá. Chế độ mình chăm ấy. Chào bác Đức Mạnh nhá. Ơi cho em hỏi con chim em nó thay lông đuôi với lông mụn rồi, bây giờ nó rụng phấn xuống đáy lồng thì đã thả lực được ngực được chưa? Em cảm ơn. À với em thì chưa, tại vì nếu mà lông cánh nữa mà nó còn nhiều con lông cánh nó bó nó chưa đủ ấy thì nó chưa thả lực được. Bác vùng gần bái nhá. Khi nào mà bác thấy mà nó đổ hết được lông mà nó chỉ còn lông tách lông đầu này thì bác thả lực là ok nhá. Còn nếu như có một số con chim mà nó đổ lông đầu, lông đuôi nhưng lông cánh nó vẫn bó nó chưa đổ thì vẫn chưa đổ thả lực được. Bác vùng gần bái nhá. Đấy là do các con chim đang bó lông và chế độ bác chăm cho phù hợp, con chim nó chưa xả hết được lông. Bác vùng gần bái nhá.